ba anh em chứ không phải là tiền không. Không Châu Nguyễn luôn. Rồi em cũng xin trả lời cảm ơn chị Kim. Gắt phải không? Không, chị Kim cũng coi chị Kim biết là nó gắt rồi nên là chị mới tặng. Cái đó dài thì cũng thời hạn đó cả nhà. Nó gắt băm hết thì mình phải mua cái khác. Mình làm mình cũng đặt quà vậy đó. Anh cảnh cũng vậy luôn, cũng gắt chuẩn bị gắt. Nó tới nó một rồi, nó một rất nhiều luôn nha, đã đến vợ chồng em đã gửi quà cho hai vợ chồng em. Cảm ơn anh chị Tú Trinh luôn nha. Chị thay mặt chị Kim chúc hai em có hai cái lú với cái 12 cái ngục thì săn bắt được nhiều cá tôm về cho mấy bé nha. Dạ, em cảm ơn chị Kim. Tú xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh Tú Trinh Vlog. Cho Tú mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Hôm nay là hai vợ chồng Tú đi mua cái giớn với cái lú được sự yêu thương của chị Kim gửi đến cho ba kênh, chị Kim ở bên Úc gửi đến cho ba kênh luôn, Mỹ miền Tây và Tư Tè Vlog và Tú Trinh Vlog. Đức cho xe qua cái vợ Tú đang đứng đây. Xin chào cả nhà, hôm nay lại đến tiệm của em Nhã. Tiệm em Nhã thì ở Nhân Mỹ, Trinh cũng đã chia sẻ với cả nhà đó, ở đầu cầu Nhân Mỹ nhìn xuống là thấy à, cho nên là anh Tú hay mở đầu với cái đầu cầu nhìn xuống. Hôm nay thì Trinh lại đây mới biết có cái lò đơn đó nha. Em quay xích ra đây nè. Ra đem nước ra. Này là cái lò đơn nữa nha. Cái này nấu chắc êm lắm là anh Tú. Cái lò cái này nó không có sợ bị nứt ha. Ừ. Tại cái thiết nè. Có miếng thiết bao bọc nữa ha. Cái này êm nè. Đó, mình vô rồi. Rồi, anh chào Nhã luôn nha. Chào chị Trinh, chào cô. Chào cô. Ở đây thì em Nhã với cô bán đồ nói chung là đẹp mà lại rẻ nữa. Cái nhà mình là mua đồ mình không có băn khoăn cái vấn đề mình phải trả giá đúng hay là mình trả giá bị hố này nọ. Tại vì em nói giá nào thì em sẽ bán ra giá đó, cho nên là mình mua rất là ok luôn. Không biết nói gì. Ở đây em Nhã bán đủ hết trơn á, không thiếu gì trơn. Đủ xúc hay là bất cứ gì em cũng có luôn nè. Này đủ ha. Thì Tú gửi cho cô chú chị xem. Ủng hộ hoài lâu lâu cái là lại lâu lâu. Được chị Kim ở bên Úc mua cái lú với 12 cái ngục tặng cho ba kênh. Ba kênh là 6 thứ. Ba cái này, ba cái kia. Này nữa dễ đặt tép. Nhưng mà không phải, tại vì chị có lú rồi. Còn mấy đứa em chị thì chưa có lú cho nên là chị lấy lú. Rồi cũng nói chung là chị Kim thương mến ba kênh thì chị cũng thương mến ba anh thì cho mỗi người là lú với giớn. Thì chị nói chị không biết tặng gì cho Trinh thì chị gửi cho Cưng là số tiền đó, thì Cưng muốn mua gì Cưng mua. Thì hôm nay em cũng xin cảm ơn chị rất là nhiều. Em tới chỗ Nhã rồi, nhà em thì không có cái bàn mà để mọi người tập hợp lại ngồi cho vui á Tú. Cho nên là hôm nay em sẽ mua cái bàn về cho gia đình luôn. Đi vô bên trong thì của cô với Nhã bán á thì cũng đầy đủ ha. Hồi nãy Tú cũng nói đó. Đầy đủ luôn. Quá trời nhiều. Ồ nhiều quá ha. Ông chúng. Thì hôm nay sẽ mua cái bàn. Thì cái bàn này của chị Kim. Chị Kim nói Trinh muốn mua gì thì mua, chị cũng không biết tặng em gì. Thì bây giờ cái bàn thì giống như là gia đình em cũng rất là cần. Thì mỗi lần có khách, có mấy chị em đồ lại thì em mượn của mẹ không à. Thì hôm nay sẵn có chị thương mến chị cho thì em sẽ mua cái bàn luôn. Rồi, cái bàn này. Ồ, cái bàn. Cái bàn này là bàn gì nhá? Inox thôi nha. Dạ, bàn inox của chị. Ở đây Nhã bán nhiều loại hả Cưng? Dạ, nhiều loại. Rẻ nhất là 600 mấy. Dạ. Rồi tốt nhất là cái này. Cái này tốt nhất là 1 triệu 2, 5 triệu. 2 chắc nặng lắm ha. Dạ. Chắc chị mua khoảng vừa vừa thôi, cỡ vừa vừa. Vừa vừa thôi. Vừa vừa khoảng 750 á. 750 la này. Nó cũng giống như vậy nhưng mà giống như là cái inox của nó mỏng hơn xíu. Còn cái bàn mắc tiền thì inox nó dày hơn. Dạ. Chứ cái mẫu mã cái kiểu nó cũng vậy rồi đó nha. Còn cái bàn bên lưng Cưng là bao nhiêu tiền? 950. Cái bàn nó cũng đẹp ha. Ừ. Nó hơn cái nó cũng dày bằng bàn trước nè, mà nó hơn cái là nó có cái chấu ở chỗ này nè. Ừ. Nó có hai cái chấu chỗ này. Cái 600 mấy với cái 1 triệu mấy này nó kích cỡ cái bàn không Nhã hay? Nó là bằng nhau hết trơn luôn. Có cái là nó hơi nhỏ, cái mỏng hơn cái này. Dày mỏng dạ. Dày nó mỏng hơn chứ nó cũng bằng nhau ha.
Tú lại đây quay giùm em này luôn đi. em tủ em cũng có bán nè. Thì em bữa trên mua tủ mà không biết là em có bán. Cái nắp rồi, em cũng có bán nắp. Dạ con niệm thì em để trong. Ở trong đây thì em bán đầy đủ hết trơn á, tại vì em bề ngang cũng hơi nhỏ. Thì để nó hơi chậm. Chén giống vậy ha, chén cá nè. Rồi, 2 4 5. Mà nướng nó màu rồi bây giờ mình nốt bột ngọt với muối với chút đường. Mẹ bỏ nước màu vô cá rồi thì giờ bỏ vô miếng muối, miếng đường, miếng bột ngọt. Có mẹ đâu có bỏ đường, có đường không mẹ? Có chút à. Bỏ xíu đường luôn hả? Ừ. Hôm nay mẹ ăn đường luôn cả nhà. Hãy giờ nó mẹ à. Ăn đường không được. Có một chút à. Có một chút à, chứ không có nhiều. Thư nhỏ lớn thì anh Thư chưa ăn cái gạch tôm là mẹ cái gạch sú. Thư Thư lấy nước mắm cho ngoại Thư coi. Bỏ chút nước mắm. Bỏ vô miếng nước mắm nữa được à. Cái ớt gạch tôm mẹ. Tôm để ráo rồi bây giờ mình ớt luôn. Cái đó là gạch tôm tôm sú hả? Sú. Đậu sú cả nhà. Cái này mình ớt miếng muối với miếng bột ngọt. Bây giờ thì Trinh thấy nó giống như là kiểu mà nó cứng lắm. Mà mẹ nó kho hồi nó gã nữa. Kho hồi cái nó ấy gã ra chứ nó không có gì nguyên vậy. Sao mà cũng thấy nó cứng nhắc nữa. Phải nó được nguyên vậy nó ngon. Em nhìn thấy thì nó cứng như lắm, nhưng mà mẹ nó là kho lần hồi là nó gã ra. Vậy là mình kho mình khỏi cần chở. Kho vậy đó. Đường hồ mình sơ cho nó đều lại thôi chứ mình không có quậy, quậy quá nó gã tan cái hết. Cái gạch của con sú ở nhà, người ta lấy ra, người ta bằng công ty á. Đầu sú, người ta lấy cục đầu sú ra. Đầu sú ra. Này con gà thì nhỏ mà hầm tới 2 bụng măng luôn cả nhà. Để thấy chị đó sáng ở trong vườn ra ngon quá nè. Tú cũng mới đi lấy về. Mình nãy tính quay cô chú anh chị xem ở trên chợ mà người ta có bán. Không có bán mà chị nó để về nhà chị sắn. Nhà sắn. Về lại nhà chị lấy. Còn hết sức còn ha. Ừ. Mới sắn ra nè. Còn trắng luôn ha. Mới vậy trắng. Còn cũ thì nó vàng. Trắng như vậy nó non á. Giờ cá kho cũng đường vỏ hồng. À, để tư. Tư đâu thử. Luộc lại. Luộc lại cho nó ra chắc măng này nó cũng độc lắm cả nhà. Nó ra hết chắc rồi mình đã bỏ vô cái nồi mình nấu lại. Giờ thì nước sôi ha, mình bỏ gà vô luôn. Bỏ gà vô mình hầm luôn. Nước xăng rồi nè. Mình bỏ hạt nêm với xíu bột ngọt, xíu muối, xíu đường phèn. Cái nói đường diêm nữa, đường phèn nữa cả nhà. Nấu canh thì mình đem đường phèn nó ngon hơn. Đường phèn nó có hộp hộp á, măng này Trinh luộc rồi nè ha. Măng mới sắn á cho nên là trắng tinh luôn ha. Ừ. Giờ luộc rồi Trinh bỏ vô luôn. Nó hầm gà, mà gà tơ cô chú anh chị, gà kêu ổ. Mà để bậy con trứng à. Không có con trứng mà nó đẻ thịt luôn. À, mấy cái lú của Tú hiện nay cũng muốn gấp nè. Chị nghe anh Tú than mất lú buồn quá là chị gửi cho 2 cái. Hôm nay em vui lắm chị Kim. Nay em vui rất vui khi được chị cho được hơn 2 cái. Thêm sức được thêm có cá như tép. Có cái ăn. Ừ, có cái để ăn. Trinh thì vui mừng là mấy chị em Trinh qua YouTube thì được cả nhà đón nhận rất là thương mến. Tư Tèo thì là giống như là một cái người dẫn dắt cho mấy chị với em đi sau. Thì còn Tư Tèo thì được cô chú anh chị đã thương mến rất nhiều. Nhưng mà Trinh với Nguyễn thì đi sau và cũng được cô chú rất là thương mến. Nên Trinh cũng thấy rất là vui. Cảm ơn cả nhà đã thương mến mấy chị em của Tú Trinh. Bánh này bánh gì? Bánh gan em. Bánh gan với bánh mung lan. Thì Trinh ghé chợ nên là có mua cái miếng. Mẹ ăn bánh nào nè? Bánh gan đi. Bông lan. Bông lan hả? Ừ. Bông lan. Bông lan chỗ này. Nha. Bông lan chỗ này bán ngon lắm mẹ. Ăn bánh nào? Bông lan này nướng con bự á. Ăn bánh nào con? Bông lan. Ăn đi. Cái này bánh gan cũng mềm. Cảm ơn cô chú. Anh Thư mời ông bà cô chú chưa? Nãy ba quên bấm rồi. Nhưng mà cô chú. Ngon. Bánh gan mềm. Mà ngán. À, ngán. Này ăn ít, ăn cắn ít ít thôi cả nhà. Cái nhiều quá nó béo quá. Nó ngọt. Béo. Nó ngọt hả? Béo ghê thiệt. Chín rồi đó, Trinh bỏ hành vô luôn.
Rồi ý thì mình nhắc mình lấy ra tô á, cuốn ra tô mình bỏ cho nó thơm. Rồi ý tiêu. Còn bên bếp thì bỏ hành thôi. Hôm nay gà vườn cả nhà. Gà ăn là ngon dữ lắm nè. Gà vườn mà gặp hầm ăn vườn nữa. Hết nồi cơm thiệt á. Nè. Cục thịt gà nó ngon, nó xới, cái xới nó bung luôn á. Mình đụng vô cái cục thịt gà cái mình cảm giác nó tưng tưng ra luôn á. Gà vườn á. Ngon quá trời luôn. Con bỏ vô cá. Cá kho bỏ vô nè. Rồi hả? Ừ. Bỏ hết này vô. Mà bỏ cát miếng. Thôi là lấy cái tô ở nhà ra múc cho anh thấy tô ngon không luôn cả nhà. Tô này bự lắm á. Cái tô này bể cái ổn lắm nè. Gớt thì bể. Bởi vì kỹ lắm cả nhà, không dám lấy cái tô này ra xài. Khi nào có khách hay mấy chị em lại mới lấy ra xài. Này nhớ hồi nhỏ thì mẹ mua này về ăn nè. Hôm nay thấy cái mua lại ăn. Cái này lúc nhỏ anh mà gặp mấy cái đầu tôm này anh có tái gì đâu. Đó là có, hồi đó đâu có gì ăn đâu. Đi ra chợ cái ở đây gần xưởng tôm á. Mẹ em hay tôm nó rẻ hay gì hết. Này hồi lúc xưa mẹ hay mua là tại vì cái đầu tôm này nó rẻ hơn cá đó nè. Tại cái này là giống như công ty người ta bỏ rồi, người ta đâu có lấy đâu. Người ta bỏ rồi cái người ta cho bên ngoài bán ra. Rồi đặt cái đầu á, bỏ cái đầu tôm. Rồi nói nghe gặp mấy đầu tôm này là Tú phái lắm nha. Ăn cơm vậy năm tới chén. Béo. Thơm, béo mà thơm lắm. Giờ thì bữa ăn gia đình Tú thì cũng chuẩn bị xong. Tú có mời cha mời mẹ ra ăn cơm với gia đình Tú. Con mời cha mẹ ăn cơm, Tú mời cô chú anh chị ăn cơm với gia đình Tú luôn nha. Cha mẹ ăn cơm, xin mời cả nhà dùng cơm gia đình Tú Trinh nha. Cả nhà mời cả nhà ăn cơm chung gia đình Tú Trinh. Mời cả nhà ăn cơm nha. Bữa nay có đồ tôm ngon quá. Có đồ tôm. Lâu rồi mới ăn đồ tôm. Lâu quá mới ăn đồ tôm. Con mời ngoại, con mời ngoại, con mời ba, con mời mẹ, mời chú ăn cơm. Lâu mình lâu quá. Con mời ngoại, con mời ba, con mời mẹ, mời chú ăn cơm. Ăn cơm đi hai con. Bán còn giờ ít. Bây giờ ít nha. Hồi đó bán nhóc luôn. Con cá này cũng không có xương hình thường cá dứa luôn. Đầu tôm mình tôm ta bán thịt rồi mình còn cái đầu nó bỏ giờ nó bán. Cái đầu bỏ, đầu bỏ cho người ta. Nhà quán đầu tôm nha. Béo ngon quá. Béo hả? Cá dứa nè, mẹ đầu béo nè. Đầu còn cái ấy nó ăn béo. Mà cá dứa cũng béo. Cá dứa là thịt không cả nhà. Cá dứa giống tự tựa với mình miếng cá. Cá gì quên em. Cá dầu hả? Cá dầu. Mua sáng Tú mua. Tú giống cá dầu con, không phải là cá dứa. Cái dầu con nó có đang cái lưng đang. Như là cái dứa nó cái bụng nó bự hơn cái dầu. Trên con thì không có. Bụng nó xệ xuống. Ừ. Tú không có cá dứa hả? Không, trên anh này có cá xác. Cá xác bụng á. Dạ, đúng rồi. Cá xác. Cá xác bụng. Dạ. Cá này nó lớn. Mà nó nhỏ. Cá ấy là bụng lao hay gì phải không? Không biết phải không? Ừ. Cá này nhỏ thì có dứa. Cái dùng lớn thì cá bông. Không biết nữa đó. Con cũng mới nghe ha. Nhờ cái sắc bụng gì á. Dạ. Nó béo vậy lắm nha. Cái sắc bụng nhỏ kêu cá sắc bụng. Cái lớn cá ấy đó. Cái lăng á. Đi học không phải. Phải cá lăng không? Nó đây. Vậy thì kiếm. Cá dứa này cũng tới có nước á. Có nước loại cá dứa nó mới có chứ bình thường cũng không có. Như cá chẽm vậy, bự kia cá dược. Mà nhỏ như cá chẽm. Cái lực bự quá cái như cá dược. Ở chỗ Trinh thì cá dứa nè. Cá lăng hơn. Cá phèn. Cá linh. Rồi cá gì nữa mẹ là phải có mùa mới ăn nữa. Cá út hả? Cá út, đúng rồi. Cha nó đúng rồi, cá út nữa. Cá út là mùa nó tanh. Là mấy cá đó là tới mùa mới nó có nhiều. Bình thường thì có nhưng mà ít lắm. Tới mùa là ra chợ là cá đó không? Em có đợt nào nó bán ký có 10.000 bạn. Cái gì cha? Cá út à. Ngay cái mùa mà nó hôi á. Cá út chứ biết gì nữa không em? Với cá phèn. Tới đó là cá phèn. Cá phèn nữa. Hôi đẻ. Cha nó cái vườn nhà 10.000 là cái mùa nó bị hôi đẻ. Cá mà hôi đẻ thì về thôi Linh nè. Về coi mắm ăn người bà được. Có mắm được, có cà mới ngon. Nó bay mềm. Nó béo hả? Lậu.
cá này ăn nha, gà vườn nha cô chú anh chị. Thú bắt sớm giờ gà vườn là dai, mẹ ăn gà mẹ bên mẹ còn nhóc không rồi thử cục gà vườn kìa, nhìn thấy thịt tưng tưng luôn à. Trinh cũng mời cả nhà luôn nha, thịt gà vườn trắng tươi luôn. Thanh thường xé thấy ngon, thịt ngon lắm cha, dai lắm. Đang kêu ổ ổ thì ớt trứng à, tại để bậy vậy à. Nó dai mà giống như kiểu nó dai mà nó ngọt luôn. Rồi mà nó xám nữa. Dạ. Rồi xám, mẹ thử cục mẹ, ngon lắm. Gà vườn cho mình ăn được rồi, mình ăn gà vườn rồi cái mình ăn gà nào, mấy gà kia hết hết thấy ngon rồi. Gà vườn nó dai mà thơm. Gà này của gà con rồi được trước, cái gà kia gà mẹ nó đẻ chết con hoài. 8 đến tháng rồi. Dạ. Gà của gà con đó đẻ là 7 tháng. 7 8 tháng có đẻ. Gà con nuôi đó của đã gọi chi anh đang. Nãy muốn kêu gà đó. Chuẩn bị đẻ à? Có 7 tháng. Kêu ổ kêu gà. Kêu gà. Dạ, kêu gà. Gà nó chị ngon nó chỉ trống với ổ. À. 8 tháng nó có đẻ. Những cục thịt gà nhỏ thì mà nhai vô ngon thì ngon. Những túi đặt nó quanh túi lăn đi. Những con. Mì dính cơm ngon quá kệ nó. Dạ mà cảm giác mời cô Tuấn về ăn cơm nha. Dạ hết mắc cỡ rồi, mắc cảm giác này. Rồi nhỏ nhỏ ăn quẹt quẹt chứ còn người già mắc cảm giác này vừa dính đúng không em? Già rồi biết giờ, giờ cũng già giống nhau đó. Dạ đây mắc cảm giác. Anh Tú lấy cục thịt gà anh Tú ăn, anh Tú ngon lắm. Cắn cái à. Cắn cái đã luôn. Chú mời cô chú anh chị nha. Mình bóc đây. Bóc cạp mới ngon. Da nó giòn mà nó giòn kiểu nó dai mà nó giòn tịt tịt luôn ha. Thịt nó cũng dai. Thịt cũng dai mà nó ngọt nó thơm. Hôm nay thì gia đình Tú Trinh đổi hướng xíu. Đổi hướng xíu. Tại vì trễ á, cái làm đồ ăn cho cả nhà ăn xong rồi mình phải đi thăm gia đình của hai em luôn. Sẵn gửi quà của chị Kim đến cho hai em. Trinh cũng mời cả nhà cùng theo dõi video của gia đình Tú Trinh nha. Đi thăm nhà của Tư Tèo Quê Lóc với Nguyễn Miền Tây. Rồi Tú mời chắc là đi đi thăm nhà của Nguyễn trước, tại vì Nguyễn gần nhà Trinh. Rồi xong cuối cùng mình phải xuống nhà Tư Tèo. Rồi Tú mời cô chú đi theo góp chân hai chồng đó luôn. Rồi con cảm ơn cha luôn. Tú sẽ khui quà. Anh Tú cũng khui cái thùng quà của anh Tú luôn nghe cả nhà. Thì lúc mà coi á thì cũng biết rồi, nhưng mà em thì dán cái thùng gì nè, rồi em mới đem lại. Em trở lại á, cho nên là giờ anh Tú khui ra. Cái thùng quà của anh Tú thì gọn hơn, tại vì anh Tú lấy 12 cái ngục á, cho nên là nó để gọn hơn là cái kia. Cái lú thì nó dài dài dài, nó bự hơn bự cái phanh tròn á. Để túi sổ ra coi. Cái này là cái loại lưới dày á cả nhà. Lưới dày á, nó được tép. Tép rong á. Cá lồng tông. Cái rong nó không có bị da. Chị Kim nghe anh Tú nói là cái cửa ngục bị mất á. Cái lú bị mất nữa. Nên là hết tội nghiệp. Thì ở cho anh Tú luôn. Còn hai đứa em của Trinh thì mua cũng lâu quá, cho nên là cái này mình xài xài lâu quá là nó cũng hư đó nha. Xài chừng 1 năm mà là nó sẽ mục rồi. Ồ dài với anh Tú ha. Dài ha. Ừ, mà cái này nó bự nha, nó bự hơn cái của Trinh với anh Tú. Anh Tú mua loại lớn. Bự nha. Bự. Để bộ đường dây rồi cũng sắc sảo lắm nè. Cái bàn thì anh Tú để trong nhà mẹ chưa lấy vô ha? Chưa. Nãy thì em giao ở trong nhà mẹ Trinh á. Đường nhà Trinh khó vô nên là giao ở nhà mẹ. Để nhà mẹ chưa có lấy vô. Nhưng đây thì em cũng xin cảm ơn chị Kim đã thương mến mấy chị em của em. Mua cho mấy chị em của em dụng cụ để săn bắt. Em cảm ơn chị rất nhiều. Nhà Trinh với nhà Nguyễn thì cách nhau chút xíu à. Lỡ cái tới à. Chị thì đứng hú cái cũng nghe nữa. Mình với nhà Nguyễn á. Nhà mình với nhà Nguyễn miền Tây hú cái cũng nghe nữa.
cái nhà của Nguyễn thì đất của mẹ Trinh, còn nhà Trinh ở là đất của Trinh mua của dì Út, cho nên là cũng vòng vòng cũng của bà ngoại, cho nên là gần đó cả nhà. Đất của bà ngoại, mẹ Trinh cũng ở đất ngoại mà dì Út Trinh. Chào cả nhà, chào anh chị Tú Trinh nha. Qua nhà Nguyễn miền Tây lạ nè cả nhà. Là cái vàng này trồng gì vậy? Vàng. Vàng có mấy lên mấy cây chanh dây rồi với mấy dừa mướp. Đã vậy. Ồ cái này nữa thơ mộng dữ nha. Để Trinh quay cho cả nhà xem nha. Đẹp lắm. Đây Nguyễn làm vàng nè. Có mấy dừa mướp mọc nè, mọc lên nè, dưới mấy chanh dây nè. Bông gì vậy? Cái bông mà đỏ chùm chùm á. À ha. Chùm chùm dây dây thái. Nhớ rồi. Cái bông chùm mà. Cái bông chùm màu đỏ phải không? Ừ, bự thiệt bự á. Cái đó bứt về trồng rồi sống à. Ừ cái đó dễ sống lắm. Nó có rễ nó phát ông phát cái rễ. Nhưng mà Nguyễn trồng đây mới đẹp nè. Trồng đây nữa nó tủa. Ừ nó cho nó bò lên đó. Sẵn có mấy dây mớp nè, mấy dây trên dây nè. Dây một nhóc đường nè, nó trên dây. Dây mén kìa. Mén ơi. Dở quá vậy. Chào cô hai chưa? Thưa cô hai chưa? Giỏi. Anh Tú ôm gì qua vậy? Nay nay anh với chị mang quà của chị Kim gửi cho mấy đứa. Chị Kim gửi cho chị hai cái, gửi cho Nguyễn hai cái, gửi cho Tư Tèo hai cái. Bên đây có quà nữa. Có quà. Anh Trinh không có thông báo trước nên là Nguyễn không biết cái gì đâu cả nhà. Gửi cho cưng. Này của chị Kim nha, chị Kim bên Úc á. Em cũng cảm ơn anh chị Tú Trinh. Ngày em cũng xin cảm ơn chị Kim ở bên Úc gửi quà đến cho gia đình em. À chị Kim gửi đang cho vợ chồng cưng kiếm cá cho nó dễ xíu. Cũng chúc chị Kim luôn được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Hải ơi, bé Hải. Đang lấy nước. Ai nước ngoài của hai quá. Rồi đâu Nguyễn, con Nguyễn khui coi. Khui luôn đi. Con rồi cảm ơn con, để đi con, để anh bàn chỗ dựng hai đi, hồi của hai lại thôi. Gần khu cây bằng cái cưng ông mình là nó khác nhau, hình như cũng có đặt nữa phải không? Một, đó em có đủ quần. Cái này chắc bự quá ha. Chị mua cái bự. Cái này quá chứ bự. Chị Kim mua loại cái bự cho cá vô nhiều chứ. Cá vô nhiều xíu tại thấy Nguyễn miền Tây tới ba đứa con luôn cả nhà. Cái xài lại không hết á. Ừ. Cái này bự quá trời luôn á. Cái này về mình phải lấy cây nữa. Cái này là tép gông. Này phải kiếm mấy kinh lớn, bự rồi mới kiếm kinh lớn được thì cũng được. Ôi có đầu kéo nó kìa, xịn mới vậy. Xịn vậy. Có dây kéo luôn là mình đổ ra cho dễ. Cho cái túi mà cột phải không? Cái ghê cột cái đuôi không à. Chị gửi cho Nguyễn là cái lú này với cái 12 cửa ngục. Nè tại vì cái kia thì nó cái đó lỗ nhỏ đó Nguyễn. Ừ lỗ nhỏ đặt. Dính tép gông. Ừ. Còn cái kia bắt được tép bạc. Tép bạc tép bự thôi, cái tép nhỏ nó ra. Nó mà vũ vũ nhảy ngoài trên ngoài trên. Cái này lỗ nhỏ nè. Hết luôn nè. Rồi cảm ơn anh chị nha. Cảm ơn chị Kim đi, chị Kim thương mến mấy chị em. Cảm ơn chị Kim rất nhiều luôn nha, đã thương mến vợ chồng em, đã gửi quà cho hai vợ chồng em. Thì em cũng cảm ơn anh chị Tú Trinh luôn nha. Chị thay mặt chị Kim chúc hai em có hai cái lú với cái 12 cái ngục thì săn bắt được nhiều cá tôm về cho mấy bé nha. Dạ, cảm ơn chị Kim. Dạ. Này nuôi cá gì vậy? Sạc gần. Cá sạc gần. Nay 3 4 món tay rồi. Dạ hả? Nè nè. Mà làm như trời nắng quá nó không dám nổi lên. Nó lên á, nó trốn trong nắng trong mát chút xíu nữa. Mát á nó mới nổi nè nè. Đây nè. Nó lại đó Nguyễn ơi. Ơi nè. Đây để Trinh quay cái dĩa hấu của nhà bếp mén nha. Khi nào mà trái dĩa hấu nhà con có cắt là con chơi con hai nha. Trời ơi, đã vậy. Đâu có bầy lồng gồng nữa. Ủa, bầy lồng gồng kìa Nguyễn. À có cá mẹ nó vô. Mưa mấy ngày mưa dầm á. Đầu nó lóc vô. Nó nắng quá cái nó nóng lên rồi nè. Ôi Nguyễn ơi lên nhóc nè Nguyễn, bên đây nè, bên đây nè. Nè. Nguyễn nuôi cá sặc gần cả nhà. Nhóc luôn nè. Nó lên nó ăn nghe chíp chíp luôn nè. Vàng đậu que của Nguyễn với Huệ chồng cũng quá xá trái ơi. Ừ. Quá xá trái luôn, vàng đậu nhà bé mén cá quá mén ơi. Trái quá trái luôn mén ơi. Ở đây thì hũ qua trái cũng quằn luôn nè cả nhà. Trái bịch lại hết trơn, tại con gùi á. Ừ. Nó có sợ thú á, chọc bà chồng ra trái là mình bịch vậy đó. Ừ, bịch không bịch là gùi nó đút, gùi vàng á. Gùi vàng nó đút hết rồi cả nhà. Đậu que này ăn được nè, quệ bẻ ăn được rồi. Đậu que nó bự hết trơn. Trái này cũng bự hết nè cả nhà.
Đậu que vườn nó thơm dữ lắm. Ăn cái gì đắng? Em bé ăn gì đắng? Ăn trái hổ qua. Ăn trái hổ qua hả? Ăn này nó đắng quá mà con nhăn luôn. Mặt nhăn sao đâu, nhăn của hai coi coi, nhăn sao? Nhăn cho bà cô chú coi coi. Mặt con nhăn luôn. Ở đây thì là cái chiếc gương mà Trinh đi ra chỗ này nhảy á. Nhà Trinh là ông tượng 1, còn nhà bên Trinh nhà của nhà Nguyễn là ông tượng 2 nha. Cái trời tươi tèo giờ này nắng nhưng mà cũng mát lắm nè. Đúng rồi chú ạ. Ừ. Điện nó xuống rồi. Trẻ ơi, Nguyệt ơi. Mình chào cả nhà. Ông Bảy. Trời ơi, Trinh ơi. Dạ, ông Bảy. Dạ. Ừ, Tuấn không có xuống. Dạ cái thùng cái quay mặt về đây không thấy. Vậy hả? Dạ. Con quen cái mở cửa, mất bảy không có khóa cửa hả? Bảy đóng gài cái chốt con mở ra luôn, con vô luôn. Hôm nay dạ, chốt đứa nào muốn vô thì kéo chốt kìa. Hôm nay gia đình của Nguyệt đón khách quá trời luôn cả nhà. Đón khách quá trời luôn. Thì mới vừa tiếp hai bé xong thì giờ tới anh chị. Khách quá trời luôn nha. Ăn bánh nha, ăn bánh với cây nha. Còn Nguyệt cũng mời cả nhà ăn bánh cái cây với gia đình luôn. Anh Túc ăn bánh đi anh Túc, để em gói nước nha. Cái này chắc Tư Tèo phải làm cái đường đi vô mới được, nắng quá nắng rồi. Với cả hai bé chắc thành con của dân tộc luôn quá. Dạ. Bình thường thì nó không nắng mà chắc chưa này Trinh đi thử nắng quá trời luôn. Ra vô. Dân tộc lai rồi ha. Lai rồi giờ gặt luôn nè. Nắng quá con ơi. Dạ, nắng không phải. Ừ, dắt chưa nó xỉa vô đây nè. Dạ. Trời chở gì chiều á. Thế vậy chứ ra vô là nó mau ăn nắng lắm. Như ý rồi, cảm ơn. Trinh cũng mời cả nhà luôn nha. Uống nước, trà đá. Hôm nay giá cái thùng quá trời á. Anh Tú khai. Anh Tú giá cái thùng gì? Báo cho dì Ba Nguyệt với những ba biết luôn. Hôm nay thì được sự yêu thương của chị Kim ở Úc gửi cho con trẻ. Cái lú với cái 12 của Ngục. Rồi em cũng xin trả lời cảm ơn chị Kim rất là nhiều nha. Chị Kim thương mến mấy chị em dữ lắm nên là chị Kim gửi đặng cho cưng săn bắt đỡ cực. Có mấy cái lú này thì mình đặt nó khỏe hơn nhưng mình đi sống cái cát nè. Nó tiện hơn. Với giờ có mùa tép nè Tư Tèo, cưng đặt tép bạc dữ lắm luôn. Nước đang chảy, nước giờ nên nước tép đang chảy nè. Đặt thử coi. Cũng có cả nhà nhưng mà chị Kim cũng hỗ trợ vừa đúng lúc luôn. Gắt được không? Không, chị Kim cũng coi, chị Kim biết là nó gắt rồi nên là chị mới tặng. Cái đó dài thì cũng thời hạn đó cả nhà. Nó gắt banh hết thì mình phải mua cái khác, mình cũng đặt quà vậy đó. Anh Cảnh cũng vậy luôn, cũng gắt chuẩn bị gắt. Tới nó một rồi, nó một rồi lắm vậy. Con biết sao nó ướt hoài á. Dạ. Đặt nó ướt hoài thì nó một thôi. Nói chung giống như là ba chị em mình không biết chị Kim, chứ chị Kim theo dõi ba chị em hàng ngày cho nên là chị biết hết. Như là cuộc sống mình cần cái gì hay là cái gì chị thấy chị biết. Đồng nghiệp cháu rồi ha. Dạ. Chị Kim coi mỗi ngày luôn. Lấy bánh là gì hay ăn đi con. Rồi cảm ơn con. Thảo Quy này thành gái hen, đẹp gái nha. Dạ. Thảo Quy với Thí Quy thế nào cũng đẹp. Cả nhà ăn bánh nha. À, vậy cũng mời cháu Kim nghe nói chứ không biết là lớn hay nhỏ. Dạ chị Kim chắc chị Kim nhỏ bảy bốn mấy hả? Dạ tại vì nghe con gọi mặt chị chắc cũng nhỏ. Dạ ăn bánh với cái gì nghe các bảy dễ thương. Chị Kim nói khi nào chị có về thì chị xuống nhà Tư Tèo rồi chơi. Nguyệt mời cả nhà ăn bánh da lợn nha. Nguyệt cũng mời chị Kim ăn bánh cùng với Nguyệt luôn. Giờ thì video clip của gia đình Tú Trinh lại nhà của Tư Tèo thì thăm trước là thăm em, sau thì gửi phần quà của chị Kim đến gia đình của em. Thì video của Tú Trinh đến đây cũng đã kết thúc. Trinh xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà.